Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nấu ăn của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục vào bếp chia sẻ cho các bạn nấu một cái món ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Đó là món bò nhúng giấm tại nhà ha. Thì những nguyên liệu của mình chia sẻ ở đây á, tức là cũng không không phải là đầy đủ đâu, nhưng mà nó cũng tạm ổn. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn làm cái món này, thì nếu như các bạn nào mà đi mua được đầy đủ thì quá là ngon rồi ha. Còn không đầy đủ thì làm theo cách của mình cũng được. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện cái món ăn này để cho gia đình mình nha. Rồi ở đây là mình mua 800g thịt bò vai. Là thịt bò vai nó có dân dân mỡ như vậy nè các bạn, ăn rất là giòn mà nó không có bị dai nha. Bò vai này là mình đã lựa, mình dặn người ta là để cho mình cái chỗ nào mà gân gân mỡ nhiều á. Rồi ở đây là mình sử dụng không sử dụng cái nước nước dừa tươi của Vinamilk nè, tại vì mình không có đi mua ra trái dừa 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 trái được á, cho nên mình sử dụng này cũng được ha. Một trái thơm lớn, và mình cũng không mua được mắm nêm thì mình mua cái hũ cá cơm này mình cũng đã từng ăn rồi, rất là ngon và rất là thơm luôn. Một củ hành tây và 50ml giấm nuôi nè, ba củ sả giấm nuôi nè, ở nhà mình nuôi nha. Đó, một nhánh gừng và mấy tép tỏi và 5 củ hành với 2 đĩa chanh. Rất là đơn giản luôn á, nhưng mà làm ra món ăn rất là ngon. Thì sả bây giờ mình sẽ đập dập. Đó, đập dập như vậy thì khi mình nấu nước nó thơm các bạn. Rồi mình cắt ra làm 3 khúc nha. Đó. Rồi bây giờ mình cắt gừng, mình cắt sợi nha. Để chút xíu mình xào quá, gừng thì nấu trong cái nước, nói chung là nấu nước lèo nào mà có chút xíu gừng vô thì nó rất là thơm mà ăn rất là tốt nha. Đó, sợ như vậy đó. Tỏi thì các bạn đập dập ra và băm cho nhuyễn để chút xíu nữa mình làm mắm nêm á. Đó, băm nhuyễn ra rồi để qua một góc nè. Bây giờ ớt cũng vậy luôn, cũng sắc ra và băm nhuyễn ra để xíu nữa mình cũng bỏ vào mắm nêm luôn. Củ hành tím cũng vậy nha, cũng sắc ra là băm cho nhuyễn luôn. Thơm thì mình phiên nữa là mình băm nhuyễn, còn phiên nữa là mình sắc lát như vậy để chút nữa mình cuốn trên đôi với rau nè các bạn. Sắc cho thật là mỏng ha. Đó, còn mình cái giấy bên đây là mình băm cho thật là nhuyễn luôn. Đó, dưa rồi mình cũng cắt mỏng ra cho dễ cuốn, nếu các bạn cắt dày quá mà khó cuốn lắm. Đó, bây giờ nguyên liệu thì mình cũng đã xử lý xong rồi các bạn. Chanh mình cũng cắt rồi nè. Củ hành tây thì mình cắt một nửa củ thì thật là mỏng, một nửa củ bên đây thì nó hơi dày. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ trộn mắm nêm. Thì cái mắm nêm này á, là nó cũng vừa ăn lắm các bạn. Người ta đã cho gia vị rồi, nó ngọt rồi, thì bây giờ mình sẽ cho gia vị ít thôi, cho đường ít thôi. Tại vì nói chung là mình cũng ăn mắm, mình ăn cái dạng ngọt ngọt á, cho nên là mình cho thêm. Các bạn nào mà không thích ăn ngọt nhiều thì các bạn không cần cho thêm nha. Cho thêm 2 muỗng cà phê đường, và cho hết cái chén thơm này vào đây. Cho ớt hết vào đây ha, với lại cho một nửa tỏi hồi nãy băm chừa lại một nửa để xíu mình xào nha. Cái mắm này rất là thơm á, mình ăn mình cảm giác nó ngon hơn mắm nêm kia luôn á. Rồi thì cái phần mắm này đã xong rồi, nó chỉ là có hậu chua của thơm và là ngọt ngọt của đường ha. Còn chanh thì mình không sử dụng trong đây đâu. Chanh á, mình để chủ yếu một chút mình bỏ vô nước giấm đó cho nó thơm. Nó bán mất là cái mùi giấm. Là cái mùi giấm á, thì nó không có, nói chung là nó hơi hơi gắt á. Cho nên mình cho chanh vào thì nó thơm lắm luôn. Các bạn nào cứ làm thử theo cách của mình đi, bảo đảm ngon luôn á. Giấm thì giấm, nhưng mà mình phải vẫn bỏ thêm 2 trái chanh. Rồi mắm nêm của mình ngon lắm luôn á. Rồi bây giờ cái thịt này mình bỏ trong ngăn đông rồi, nó đặc rồi, cái cứng cứng, hơi cứng cứng rồi. Thì mình sẽ cắt lát nha. Mình cắt á, thì các bạn nhớ cắt, đừng có cắt theo cái chiều xuôi của cái sớ thịt nha. Cắt ngang của cái sớ thịt á, thì thịt của mình nó sẽ mềm.
Còn nếu như các bạn cắt xôi á, thì cái số thịt nó rất là dai. Đó là cũng bí quyết để mà làm được cái món thịt là nhúng giấm cho nó mềm ha, dễ ăn ha. Tại vì mình cuốn bánh tráng mà nó dai quá thì mình cũng không cuốn được đâu. Mình cắn nó không nổi đâu. Đó, bên này là cắt ngang cái số thịt nè. Các bạn thấy thịt này nó có gân gân mỡ ngon ghê không? Các bạn mua thịt vai á, có gân mỡ như vậy nè, mình ăn bò nhúng giấm nó rất là ngon các bạn, nó vừa béo béo á, của mỡ bò đó. Còn nạc nhiều quá thì ăn cũng ngán lắm, không ngon. Rồi mình xếp lên dĩa rồi bắt đầu mình trải cái hành mà nãy mình cắt mỏng á lên đây. Còn hành cắt dày là mình sẽ bỏ vô cái nồi nước lèo. Nửa củ mình rắc lên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu vào cái nồi này, mình xào cái nguyên liệu này lên cho hết vào đây luôn. Xả gừng rồi cho hết vào nha. Xào cho thơm lên rồi các bạn mới cho nước dừa vào nha. Rồi cho hết bình nước dừa vào nha, cho hết 1 lít luôn á, rồi mình phải cho thêm nửa lít nước lạnh nữa, tại vì các bạn biết sao, nấu một hồi chút xíu là nó sẽ nấu cho nó thơm lên thì nó bị rút xuống á, nó rút xuống rồi mình cho luôn trứng giấm vào, tại vì nấu một hồi á cho nó thơm lên thì nước sẽ rút bớt, cho nên là mình phải cho thêm nước. 1 muỗng hạt cà phê hạt nêm, 4 muỗng cà phê đường, cho luôn cái 2 trái chanh hồi nãy mình vắt nè cho vào đây. Các bạn nêm xong rồi các bạn nếm lại cái vị của nó là ngọt ngọt bằng mặn nha. Rồi cho củ hành tây vào đây để cho nó ngọt nước nè, cho nó thơm nè, nước dừa nó đã ngọt lắm rồi á. Mà bò nhúng giấm này các bạn làm phải bằng nước dừa nó mới ngon. Cho nửa muỗng cà phê muối để cho nó đậm đà lên nha. Nửa muỗng cà phê muối thôi, các bạn đừng bỏ 1 muỗng nha, muỗng là nó hơi mặn đó. Như vậy thì cái nước nó rất là ngon. Rồi mình lấy 1 trứng gà, mình sẽ đập lên, mình đánh cho nó tan ra, rồi bắt đầu mình mới đổ lên cái dĩa bò này nè. Rồi rưới lên. Như vậy thì chút xíu đó các bạn nhúng bò cho. Cái miếng bò nó rất là ngon luôn á. Bò này rất là mềm luôn. Rồi các bạn bây giờ vớt ha. Các bạn vớt xả ra hết, bỏ hết rồi vớt hành ra luôn. Thì khi mà mình cuốn bánh tráng thì mình cuốn cái hành này nha. Cái hành này nó thấm gia vị á, ngon lắm luôn. Còn xả thì mình bỏ. Đó, bây giờ mình vớt cái củ hành này ra. Tí xíu nữa là mình cuốn cái hành đó luôn, cái hành đó nó rất là ngọt á. Cái nước này giờ nó rút xuống rồi các bạn. Thì bây giờ cái nước này cao lắm là còn chừng lít thôi à. Đó, nó rút xuống rồi đó. Rồi bây giờ là mình thấy đói bụng lắm rồi, bây giờ mình sẽ cuốn nha. Nhúng bò nha, chuẩn bị nè. Chuẩn bị rau, xà lách. Rồi thơm bỏ lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho bò vô nhúng. Thì các bạn nhúng, các bạn thấy vừa chín tái là các bạn vớt ra được rồi. Đừng để chín quá nó không ngon. Mình bò này thì cắt cái kiểu này là chắc chắn là không có dai rồi đó. Nhưng mà mình thấy trụng bò nó vừa chín tới ăn nó ngon hơn, nó ngọt hơn. Đừng có để chín quá nha. Cái nước giấm này cũng ngon lắm các bạn. Nó không có chua nhiều đâu. Mà có chanh vô nó thơm lắm, mà nó thanh lắm. Rất là ngon á. Đây, miếng bò của mình, các bạn thấy miếng bò của mình dày không? Nhưng mà không hề dai nha, không có dai đâu, rất là giòn luôn á. Rồi, cuốn lại. Rồi, mời các bạn nha. Rất là ngon. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này nha. Chúc các bạn thành công.